trong quá trình tìm kiếm một cái ngành nghề mà nó thực sự phù hợp với mình thì có một cái rào cản khiến cho mọi người rất là băn khoăn, đó là cái nỗi sợ ngành nghề mà mình đã chọn trong tương lai sẽ bị thay thế bởi máy móc, bởi trí tuệ nhân tạo. Mà thay thế thì sao? Thì thất nghiệp chứ sao? Cái đợt mà ChatGPT xuất hiện thì mình nhớ nó rất là xôn xao luôn. Ngoài cái việc trầm trồ về khả năng của con ChatGPT thì còn có một cái sự xôn xao khác, đó là cái nỗi sợ bị ChatGPT thay thế. Có rất nhiều bài phân tích, các chuyên gia mạng xã hội thì cũng đưa ra nhiều cái sự bàn luận là con chat này nó có thể thay thế một số lĩnh vực như là IT, content, trợ lý, kể cả thiết kế và gần đây thì có thể là nghề giáo viên ngoại ngữ. Còn trước đó nữa thì cũng có nhiều lần chúng ta lo sợ về việc những cái loại máy móc trang thiết bị hiện đại có thể thay thế cho sức người hoặc là một số ngành nghề nào đó. Có một cái điều tất yếu là khi mà cuộc sống của chúng ta càng phát triển, càng hiện đại thì sự ra đời của các loại máy móc, robot, trí tuệ nhân tạo là một cái lẽ hiển nhiên, và người ta chế tạo ra những thứ đó mục đích là để cho cuộc sống của chúng ta có thể tiện nghi hơn, thoải mái hơn, hiện đại hơn. Thế nhưng lại có một cái nghịch lý là lao động Việt Nam thì lại rất là lo sợ bị thay thế bởi những cái loại máy móc thiết bị hiện đại đó. Bằng chứng là khi các bạn dạo một vòng mạng xã hội hay là tra cứu trên Google thì mình rất dễ tìm thấy được những cái tiêu đề như là top 5 ngành nghề khó bị thay thế bởi AI hay là top 10 ngành nghề dễ bị thay thế bởi máy móc, vân vân. Điều đó cho thấy là chúng ta thực sự quan ngại về vấn đề kể trên. Thì thông qua video này mình muốn giúp cho các bạn có một cái góc nhìn tích cực hơn, cũng như là tâm thế sẵn sàng ứng biến trong quá trình tìm việc và làm việc sau này, cho dù là có rất nhiều máy móc trang thiết bị công nghệ hiện đại xuất hiện trong ngành nghề của các bạn. Đầu tiên, để giảm bớt đi cái sự lo lắng, quan ngại, sợ hãi, thì tại sao chúng ta không nhìn vào những cái mặt tích cực mà các loại máy móc trang thiết bị hiện đại có thể mang lại cho cuộc sống của chúng ta? Để hiểu rõ hơn thì mình có thể nhìn vào một số đất nước phát triển. Những đất nước này thì họ sử dụng máy móc thay thế cho sức người rất là nhiều, và máy móc trang thiết bị của họ thì vô cùng hiện đại, vô cùng tiên tiến. Vậy thì cư dân trên đất nước họ có bị thất nghiệp hay không, hay là có một cái cuộc sống quá khổ sở hay không? Đầu tiên, cái việc sử dụng máy móc thay thế cho sức người thì chắc chắn nó sẽ làm cho quá trình sản xuất được tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. Khi mà giá thành sản xuất thấp thì giá cả sản phẩm bán ra thị trường cũng sẽ được giảm. Cụ thể hơn thì các bạn có thể hình dung như vậy: có một công việc ban đầu cần đến sức lao động của 10 người, nhưng khi mà sử dụng máy móc thì chỉ cần một máy và một người đã đủ đáp ứng. Cho nên thay vì phải trả lương cho 10 người thì bây giờ chỉ cần trả lương cho một người thôi. Và khi chi phí sản xuất giảm thì giá thành sản phẩm ra thị trường nó cũng giảm. Nhờ vậy mà các bạn sẽ được mua những cái sản phẩm với giá thành rẻ hơn nhưng mà chất lượng không đổi, thậm chí có thể tăng. Lúc trước thì mình nghĩ là ở nước ngoài bán cái gì cũng đắt, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình lại phát hiện ra là có một số sản phẩm bán còn rẻ hơn ở Việt Nam nữa các bạn. Ở Việt Nam khi mà các bạn vào siêu thị mua một chai dầu gội thì sẽ có giá từ 50 đến 100 nghìn. Còn ở Đức, một chai dầu gội theo mình nhớ thì có giá tầm 20-30 nghìn. Và khi mà một người có thể sử dụng máy móc và thay thế cho sức lao động của cả 10 người thì mình nghĩ là mức lương của họ cũng phải được tăng lên chứ, đúng không? Và khi mình tìm hiểu về một vài đất nước như là Mỹ, Canada, Úc hay Đức thì có một cái điều khá bất ngờ là những cái sản phẩm tiêu dùng hay là thực phẩm ở nước của họ khá là thấp. Và cái cao ở đây đó chính là giá lao động, tức là số tiền chi trả cho công lao động khá là cao, kể cả những công việc phổ thông. Nhưng mà rốt cuộc là khi mà họ sử dụng nhiều máy móc trang thiết bị như vậy thì đất nước của họ có bị dư thừa lao động hay không? Người ở nước của họ có bị thất nghiệp hay không? Thì một điều bất ngờ nữa là ở những nước phát triển họ luôn trong tình trạng thiếu lao động và họ phải nhập khẩu lao động từ nước ngoài vào. Nếu như mà các bạn có một chút quan tâm về việc xuất khẩu lao động Việt Nam sang nước ngoài thì các bạn cũng sẽ dễ dàng hiểu được, biết được cái mà mình đang nói. Lý do tại sao họ lại thiếu lao động và còn phải nhập khẩu lao động từ nước ngoài? Một cái điều khá dễ thấy là ở các nước phát triển tỷ lệ sinh khá là thấp, ra đường thì thấy toàn là người già. Và hôm bữa lúc tin tức thì mình còn nghe nói là trường mẫu giáo của Hàn Quốc phải đóng cửa. Nghĩa là phụ nữ ở những cái đất nước này không quá mặn mà với việc kết hôn và sinh con, có thể là họ thích đi làm hơn. Mình thì cũng chưa có điều tra kỹ là lúc trước đất nước của họ có đông dân hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mật độ dân số của họ khá là thấp. Có nhiều nước diện tích rộng lớn hơn Việt Nam khá là nhiều, nhưng mà dân số của họ thì chỉ bằng 1/3, 1/4 của Việt Nam mà thôi. Chẳng hạn như Úc và Canada có diện tích thuộc top 10 thế giới,
Nhưng mà dân số của họ thì chỉ có 20, 30 triệu dân gì đó thôi, trong khi dân số của Việt Nam mình là 100 triệu người. Do đó mà cái việc tìm kiếm lao động từ nước ngoài cũng là một điều dễ hiểu. Và trả lương cao thì người khác sẽ đến thôi. Tuy nhiên, ngoài việc cái tỷ lệ sinh thấp ra thì mình còn nhìn thấy được một cái giả thuyết khác. Mình cho là những cái quốc gia mà họ ứng dụng nhiều máy móc trên thiết bị công nghệ vào quá trình làm việc của họ thì cái công việc của họ trở nên rất là hiệu quả. Họ có thể nhanh chóng giàu có hơn và khi đó thì họ lại tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm khác cho người dân của họ và họ sẽ phải tìm kiếm lao động từ những nước khác. Còn người dân ở đất nước của họ thì sẽ thoải mái lựa chọn những cái công việc, những cái ngành nghề mà mình thích, không cần quan tâm nhiều về vấn đề tiền bạc, cũng không lo sợ bị cạnh tranh từ những người xung quanh. Không những vậy mà những công việc lao động phổ thông như là làm vườn, cắt cỏ cũng có thể nhận được một mức lương khá khẩm, không thua kém gì lương văn phòng. Trong quá trình mình tìm hiểu thì mình có phát hiện ra một cái công việc nó khá là lạ lẫm, đó là cái công việc dắt thú cưng đi dạo. Và cái công việc này thì mức lương nó cũng không hề thấp đâu nha. Ở một số nước phát triển thì cái việc dắt thú cưng đi dạo có thể xem là nghề nghiệp chính của một người và có thể nuôi sống được bản thân họ. Thì ý mình muốn nói là ở những đất nước giàu có và phát triển có thể sinh ra một số công việc mới từ đơn giản đến phức tạp để cho chúng ta có thể lựa chọn để có những cái kết quả như mình vừa nói. Thì mình nghĩ là một phần cũng phải nhờ đến những cái loại máy móc trang thiết bị hiện đại đã nhanh chóng giúp cho đất nước họ có thể phát triển được. Cho nên là tích cực lên đi các bạn ơi. Còn nếu như mà các bạn vẫn còn cảm thấy lo sợ thì mình sẽ đi vào phần 2, đó là chúng ta nên có cái tâm thế, cái sự chuẩn bị như thế nào để có thể thích nghi được khi mà có nhiều loại máy móc trang thiết bị hiện đại ra đời để không dễ dàng bị thay thế khi mà máy móc xuất hiện. Phần này thì mình sẽ nói luôn trong chính trải nghiệm của bản thân mình. Các bạn có thể thấy công việc của mình đang làm là công việc sáng tạo nội dung, cũng có thể gọi là làm content. Và nếu như nhìn theo góc nhìn tiêu cực thì mình sẽ nghĩ là khi mà ChatGPT xuất hiện thì sẽ có rất là nhiều người có thể sử dụng con ChatGPT này và làm ra được những cái nội dung tương tự như những cái nội dung mà mình đã làm và sẽ làm. Và từ đó những cái nội dung mà trước giờ mình bỏ ra rất nhiều công sức để làm bây giờ nó sẽ không còn nhiều giá trị nữa vì kiểu như ai cũng làm được mà nhờ vào ChatGPT. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Thế nhưng mà những cái lo lắng đó nó không hề thực tế. Những cái nội dung mà mình làm nó mang nhiều quan điểm cá nhân, trải nghiệm cá nhân cộng với khả năng tích hợp thông tin, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn rồi tự rút ra kết luận thì đó là những cái điều mà ChatGPT không thể thay thế được. Ngược lại với những cái suy nghĩ tiêu cực thì ChatGPT lại giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình làm việc. Thay vì tự mình làm hết tất cả các công đoạn từ A đến Z như trước kia thì bây giờ mình có thể giao cho ChatGPT làm những cái công đoạn nó không quá quan trọng. Chẳng hạn như là đề xuất ý tưởng hay là viết dàn ý, hoặc là nó có thể đưa ra cho mình rất là nhiều gợi ý và mình có thể chắt lọc lại những cái ý phù hợp, những cái ý mà bản thân mình có thể phát triển lên được. Thay vì lúc trước mình phải mất 3 buổi để làm nội dung thì bây giờ có thể rút ngắn lại còn 2 buổi, thậm chí là 1 buổi. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần làm khi được tiếp xúc với một cái trang thiết bị công nghệ nào đó đó là tìm cách tận dụng tối đa khả năng của nó. Không biết nói đến đây thì các bạn đã cảm thấy an tâm và thoải mái hơn chưa? Nếu chưa thì mình vẫn có thể tiếp tục cung cấp cho các bạn thêm một vài thông tin khác để các bạn cảm thấy thoải mái hơn nữa. Nếu như các bạn cảm thấy quá sợ hãi cái việc là một ngày nào đó máy móc có thể thay thế cho các bạn thì chúng ta có thể tìm hiểu xem là máy móc nó sẽ thay thế cho những cái công việc gì đầu tiên. Để biết ngành nghề nào sẽ bị thay thế đầu tiên thì chúng ta cần tìm hiểu xem là máy móc nó có những cái ưu điểm nào hơn so với con người. Đầu tiên, máy móc sẽ có ưu thế hơn về sức mạnh. Chẳng hạn như để nâng một vật nặng 20 kg lên thì chắc chắn máy móc nó sẽ có ưu thế hơn so với con người. Cái thứ hai là máy móc nó sẽ có ưu thế hơn về tính chính xác về kích thước khối lượng đó các bạn. Chẳng hạn như mình yêu cầu các bạn làm cho mình một cái bánh dài 5 cm, rộng 4 cm, cao 2 cm chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần sử dụng đến thước đo thì nó mới chính xác được. Hay yêu cầu các bạn múc cho mình 1 lít nước thì các bạn cũng cần phải có một cái công cụ để các bạn đo đạc được. Còn những cái máy móc thì bản thân nó đã được lập trình sẵn rồi, nó được tích hợp những cái khuôn, những cái thiết bị đo đạc bên trong nó, cho nên nó làm sẽ cực kỳ chính xác và nhanh chóng nữa. Mà thường thì đó sẽ là những cái vị trí công việc của công nhân nhà máy. Và so với máy móc thì con người chúng ta sẽ có một số ưu điểm như là khả năng tương tác xã hội, khả năng cảm nhận tính thẩm mỹ, nghệ thuật,
khả năng sáng tạo, khả năng thích ứng trước những sự cố bất ngờ. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn những cái ngành nghề mà nó có ít sự lặp đi lặp lại, nó có nhiều yếu tố con người như mà mình vừa nêu, thì còn lâu máy móc mới có thể thay thế được. Còn nếu như mà trong một cái tương lai xa nào đó, máy móc trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hết toàn bộ các ngành nghề của con người thì sao? Dạo gần đây thì Elon Musk có đưa ra một cái phát biểu, muốn xem chính xác thì các bạn có thể tra Google. Mình chỉ tóm tắt cái ý cơ bản thôi, đó là khi mà máy móc trí tuệ nhân tạo thay thế hoàn toàn cuộc sống của con người thì lúc đó con người chúng ta chỉ cần không làm gì cả, mà mình sẽ ngồi không và sử dụng những cái sản phẩm mà máy móc trí tuệ nhân tạo tạo ra. Lúc đó thì con người chỉ cần làm việc như một thú vui, kiểu thích thì làm, không thích thì thôi. Nghe thì ảo nhưng mà cũng có lý mà, đúng không? Mọi người cứ bình tĩnh, chuyện đó còn lâu mới xảy ra và mình cũng không biết đó là một điều xấu hay tốt. Còn hiện tại thì mình cứ làm những cái gì mà bản thân mình cảm thấy đó là những điều tốt nhất mà mình có thể làm. Vậy thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ sau. Và cũng đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký và cho mình xin một like nha mọi người. Tại vì các bạn phải đăng ký, phải like cho mình thì YouTube nó mới đề xuất cho mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.